Các bạn vẫn khỏe chứ? Bây giờ hãy cùng Dũng Già khám phá những điều thú vị cùng Lumion. Nào, ngay vào luôn, chúng ta cùng nhau tăng sáng môi trường để vật liệu hiển thị tốt hơn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các vật liệu cơ bản trong Lumion và cách hiệu chỉnh sẽ rất là tuyệt vời. Các bạn di chuyển trỏ chuột, bấm vào biểu tượng Weather. Chúng ta tăng môi trường sáng lên. Tôi quyết định giảm bớt mây đi. Vậy là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hiệu chỉnh vật liệu. Ok chứ? Các bạn trỏ chuột về vị trí này, Import, chọn biểu tượng bình sơn và tô màu vật liệu trong Lumion. Các bước để ốp vật liệu cũng khá đơn giản, tôi chọn vào. Sau đó chúng ta trỏ chuột vào một vị trí bất kỳ trên mô hình của chúng ta, tôi chuột trái. Sau khi phần mềm nhận diện bề mặt, các bạn chỉ cần chọn một bề mặt và chúng ta ốp vào. Các bạn chú ý đúng thứ tự nhé. Tôi bấm dấu cộng để tạo thêm vật liệu. Tôi bấm vào một bề mặt để ấn định chọn, tôi bấm chuột trái vào. Một bảng hiện ra cho chúng ta lựa chọn các vật liệu. Tôi sẽ giới thiệu các bạn ba vật liệu chính ở đây. Vật liệu đầu tiên chúng ta đó là màu sắc. Tôi chọn vào màu sắc này. Thì lập tức vùng chúng ta chọn trước đây đã bị đổi màu. Và đương nhiên chúng ta có thể đổi xanh đỏ tím vàng tùy theo ý thích. Tôi di chuyển trỏ chuột qua ô màu này. Chúng ta có thể dò và đổi các màu sao cho ưng ý nhất, hợp với công trình của chúng ta nhất. Sau khi chọn đúng các màu rồi, chúng ta có thể tăng sáng tối. Các bạn kéo lên và kéo xuống để được một màu hợp lý thì ok. Còn nếu như các bạn muốn quay lại màu ban đầu, chúng ta kéo góc dưới này màu trắng. Tôi kéo dưới màu trắng và kéo thang này trắng lên nữa. Chúng ta có thể thay đổi phần Override Brightness. Tôi đang phát sáng cho màu sắc mà chúng ta đã chọn. Chúng ta thấy vật liệu này rất đặc biệt, có khả năng tự phát sáng. Cảnh rất mơ màng, tôi giảm xuống. Deep Offset tăng chiều sâu. Khi tôi tăng chiều sâu, các bạn thấy chúng ta có thêm một vài hiệu ứng ở đây. Nhưng thông thường phần Deep Offset này chúng ta không tăng quá cao. Vật liệu này dùng để chúng ta ốp những mảng tường màu sơn. Khá là đơn giản. Nếu như các bạn muốn xóa đi, tôi nhấp đúp 2 lần vào Material này. Tôi nhấp đúp 2 lần chuột trái vào là tôi xóa vật liệu này. Tiếp theo chúng ta bấm một dấu cộng và tạo thêm một vật liệu nữa. Tôi chọn vào khoảng này chẳng hạn, chuột trái vào. Ở trong công trình, nếu như chúng ta thấy có những phần dư thừa muốn ẩn đi, thì tôi có thể bấm một vật liệu Invisible, ẩn đi. Vừa rồi tôi bấm vào đây rồi, bây giờ tôi bấm ẩn. Thì lập tức khối ngoài chúng ta đã bị ẩn, để trơ ra những phần xương và kính bên trong. Vì vậy nếu như các bạn xác định cần ẩn vật liệu nào thì chúng ta có thể bấm vào đây để ẩn đi. Còn nếu như muốn xóa vật liệu ẩn, chúng ta bấm trực tiếp vào đây, Delete. Nhấp đúp chuột trái 2 lần, ok, rất dễ dàng phải không nào? Thật đơn giản, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo kính cho công trình sao cho đẹp nhất. Tôi bấm vào dấu cộng, tạo thêm vật liệu mới. Sau đó chúng ta cùng nhau bấm vào những ô kính này. Nếu như các bạn quản lý bề mặt tốt bên các phần mềm khác thì qua đây chúng ta chỉ cần ốp một lần là xong. Tôi bấm vào chuột trái. Vật liệu kính của chúng ta đây, bấm vào Grass. Lập tức cảnh chúng ta có kính trong và rất đẹp. Tôi sẽ giới thiệu các bạn tất cả những thông số về kính ngay bây giờ. Thông số đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đó là Reflectivity. Nếu như thông số này càng thấp thì mức độ phản xạ càng ít đi. Tôi tăng cao lên. Các bạn chú ý thấy ở những vùng này sẽ có sự tác động. Tôi nhấn chuột trái, giảm đi và tăng lên. Nếu như chúng ta tăng cao thì cường độ phản xạ so với môi trường sẽ cao hơn và sẽ thật hơn. Còn ngay bên dưới chính là giới hạn phản xạ nhỏ nhất. Các bạn chú ý để ý vào vùng kính tôi tăng lên. Cường độ phản xạ ngày càng mạnh và tôi giảm đi vừa phải thôi. Cái này tùy mức cảm nhận của chúng ta sao cho kính đẹp nhất. Tôi sẽ để nguyên mặc định thông số này. Để giảm độ trong đục của kính, các bạn di chuyển xuống tab thứ ba này, nhấn chặt chuột trái và kéo xuống. Chúng ta có phần trong và đục. Nếu như tôi kéo thấp nhất thì kính của chúng ta không còn nhìn thấy màu nữa. Vì vậy cường độ này chúng ta lên để cao nhất để kính trong hơn và đẹp hơn. Glossy, độ bóng láng. Tôi kéo thấp và kéo cao. Các bạn để ý thấy những vùng này có sự thay đổi rõ rệt. Dường như độ bóng láng không còn nữa và cái này cũng phải tăng lên cho đẹp nhất. Texture, nếu như chúng ta sử dụng một bitmap để xử lý kính thì thang này mới có tác dụng, còn ở đây chúng ta không dùng. Có kéo lên hay kéo xuống cũng không có tác dụng. Double size, chúng ta sẽ kích hoạt phản xạ hai mặt. Tôi kéo lên. Nếu như bạn nào thích phản xạ hai mặt và trông đẹp hơn thì chúng ta có thể kéo double size cao hơn. Còn ngoài ra chúng ta có thể xóa vật liệu đi bằng cách nhấp đúp 2 lần chuột trái vào đây. Là chúng ta cùng nhau xóa phần vật liệu này. Nếu thực sự đã đồng ý vật liệu, chúng ta cùng nhau đánh dấu check ở đây để kết thúc ốp một vật liệu. Và chúng ta bấm dấu cộng ở đây để ốp thêm một vật liệu khác. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đánh vào dấu check này để kết thúc tôi đồng ý với vật liệu kính này. Vậy là rất nhanh chúng ta đã ốp được một vật liệu kính rồi đấy các bạn.